Thùy Tiên phản ứng gắt khi bị cộng đồng mạng đẩy thuyền quá nhiều. Những ngày vừa qua, tình hình hai nhà trai gái giữa Quang Linh và Thùy Tiên đã có những diễn biến rất nóng bỏng, từ việc cùng nhau gọi video đến khuya cho đến thay ảnh đại diện. Thêm vào đó là còn được cả Mami Teresa và dì Dung là hai người phụ nữ rất tiếng tăm trong ngành sắc đẹp ủng hộ. Dì Dung trước đó đã nhiều lần ủng hộ hai người, gần đây nhất là dòng trạng thái: rồi chẳng lẽ vừa tốn cây vàng vừa phải thuê chuyên cơ sang Angola trong ngày ấy, tôi đau đầu quá. Tuy nhiên, trong một động thái mới đây, Thùy Tiên đã tự mình đánh chìm chiếc thuyền siêu to mang tên hai người. Theo đó, bên dưới bài viết của dì Dung, nàng hậu đã vào bình luận rằng: bạn bè mà chị ơi. Bình luận của Thùy Tiên nhanh chóng thu hút 7,5 nghìn lượt thích và 434 phản hồi, trong đó chủ yếu là bình luận của khán giả tiếp tục đẩy thuyền không hề nhục chí. Trước đó, MCI 2021 cũng từng lên tiếng phủ nhận mối quan hệ yêu đương với Quang Linh trước truyền thông. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn liên tục có những tương tác ngọt ngào xuyên lục địa, khiến khán giả không ngừng ghép đôi. Còn các bạn nghĩ sao về mối quan hệ giữa Quang Linh và Thùy Tiên? Liệu chỉ có phải là bạn bè đơn thuần? Để lại một bình luận bên dưới cho chúng tôi được biết nhé! Đừng quên like, share video và nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận thông báo về những video mới nhất của chúng tôi.